Tối ngày 29 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Vinafood 2 và một số đơn vị liên quan. Theo đó, Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc, Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trần Bảy, nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược Vinafood 2 đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích hơn 7.600m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Đây là diễn biến khi trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Vinafood 2 và một số đơn vị liên quan. Ngày 30 tháng 6, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phan Văn Lộc, sinh năm 1994, ngụ quận 11, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, năm 2021, ông Dê, sinh năm 1972, ngụ quận 11, quen biết với Lưu Giai Trung, sinh năm 1973, ngụ quận 5. Do cần tiền nên ông Dê vay 500 triệu đồng của Trung với lãi suất 5% một tháng. Đến đầu năm 2023, ông Dê đã chuyển nhiều lần với số tiền hơn 500 triệu đồng tiền lãi cho Trung. Tháng 4 năm 2023, do khó khăn nên ông Dê không thể trả lãi và tiền gốc. Ngày 22 tháng 6, Lộc chạy xe tới nhà ông Dê tạt sơn để uy hiếp. 3 ngày sau, Lộc nhờ bạn chở tới nhà ông Dê tiếp tục tạt sơn để yêu cầu ông này phải trả nợ. Ông Dê sau đó không trình báo mà tự dọn dẹp lau chùi các vết sơn. Tiếp đó, Lộc gọi cho ông Dê nói rằng nếu 2 ngày tới không trả nợ thì sẽ xử. Ngày 27 tháng 6, ông Dê lo sợ nên nói sẽ trả 50 triệu đồng, 2 tháng tiền lãi và hẹn đưa. Lộc đồng ý và dọa nếu ông Dê không trả thì sẽ tạt sơn lên đầu vợ ông này. Tối ngày 28 tháng 6, Lộc chở bạn gái qua lấy tiền ông Dê thì bị trinh sát công an quận 11 ập đến bắt quả tang. Qua làm việc, Lộc khai được Trung thuê 2 triệu đồng để tạt sơn đe dọa với ông Dê nhằm uy hiếp buộc trả nợ. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện Lộc dương tính với ma túy. Hiện công an đang truy bắt Trung để xử lý theo quy định. Sáng ngày 30 tháng 6, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, sau khi xảy ra sự việc sạt lở làm 2 người tử vong, các đơn vị, ban ngành, người dân bước đầu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt hỗ trợ 36 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 30 triệu đồng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt hỗ trợ 10 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân phường 10 hỗ trợ 17 triệu đồng, Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám hỗ trợ 10 triệu đồng, chủ nhà và đơn vị thi công hỗ trợ 85 triệu đồng, tổng cộng 209 triệu đồng. Ngoài ra, qua vận động nguồn xã hội, thành phố Đà Lạt cũng đã trao tổng cộng 19,8 triệu đồng cho 3 trường hợp bị thương nhẹ trong vụ sạt lở. Dưới chân núi Cà Mon có khoảng 11 hộ dân, 54 nhân khẩu là người Hờ Rê sinh sống lâu đời. Trước tình hình nứt núi Cà Mon, người dân tổ 2 thôn Nước Lăng, xã Ba Sa, huyện Ba Tơ rất bất an. Nhiều nhà dân chỉ cách chân núi khoảng 100 mét. Suối Nước Lăng ở dưới chân núi vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, 11 hộ dân dưới chân núi bị cô lập không thể di chuyển. Mỗi mùa mưa lũ, chính quyền địa phương phải thực hiện di dời dân đến các nhà văn hóa thôn, trường học để tránh trú tạm, phòng tình trạng sạt lở núi. Năm 2019, khi núi Cà Mon bị sạt lở, người dân nơi đây đã kiến nghị chính quyền hỗ trợ sớm di dời 11 hộ dân qua nơi an toàn để ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Vôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Sa cho biết, địa phương cũng mong muốn cấp trên đầu tư khu tái định cư để bố trí cho 25 hộ dân. Trong đó, ở tổ 2 có 11 hộ và tổ 1 có 14 hộ, để các hộ dân có chỗ ở an toàn nhất vào mùa mưa bão sắp đến. Trả lời tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vào chiều ngày 29 tháng 6, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an cho biết, về vụ lọt đề thi ra ngoài, Bộ Công an đã ngay lập tức xác minh được người nhận, điều tra, đến nay chưa nhận thấy việc lời giải đã chuyển vào phòng thi. Qua vụ việc của hai thí sinh phát tán đề thi ở Cao Bằng và Yên Bái,
Thiếu tướng Trần Đình Chung gợi ý, có thể phải nghiên cứu thêm về các thiết bị để chống và phát hiện việc sử dụng thiết bị công nghệ cao được giấu ở trong người. Dự báo tại các kỳ thi thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp về công nghệ cao trong gian lận thi cử. Thiếu tướng Trần Đình Chung cho rằng việc này chắc chắn vẫn tiếp tục, điều quan trọng là làm thế nào để hạn chế. Bộ Công an sẽ xem xét kỹ về trường hợp hai thí sinh, điều tra rõ ràng về mức độ, cả tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, sau đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Nếu phải áp dụng xử lý hình sự thì xử lý hình sự, không thì xử lý hành chính. Nhưng quan điểm của Bộ Công an là trước khi xử lý, cũng phải tính toán tính nhân văn đối với các em. Bộ sẽ tiếp tục thẩm tra, xác minh, kết quả điều tra sẽ được công khai. Vào lúc 12 giờ 16 phút ngày 29 tháng 6 tại tiệm vàng Tuyến Thêu, thuộc tổ dân phố số 1 thị trấn Tằng Lõng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Lợi dụng thời điểm giữa trưa vắng người qua lại, nghi phạm bịt mặt, đội mũ bảo hiểm trùm đầu, đeo găng tay, mang theo một con dao, một cây búa vào tiệm vàng trên đập vỡ tủ kính và lấy đi một số trang sức. Thời điểm bị cướp, tại tiệm vàng có chị N đang nấu cơm phía sau. Khi phát hiện sự việc, chị đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém. Sau đó, đối tượng nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát bằng mô tô theo hướng từ Tằng Lõng ra ngã ba Xuân Giao. Công an huyện Bảo Thắng đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức truy tìm, phong tỏa các khu vực nghi vấn đối tượng có thể lẩn trốn sau khi gây án. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6, người dân sinh sống ở khu vực đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà hàng No 1. Nhận tin, công an quận 1 cùng phòng BC07 có mặt chữa cháy và tìm người nghi mắc kẹt. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không có thương vong về người, nhưng một số tài sản bên trong bị thiêu rụi.